là mẹ chồng. Giờ là chịu chuẩn bị vào bếp để làm đồ ăn á, để ngồi mấy mẹ con với lại em chồng đồ của Như ăn á. Giờ mời cả nhà vào bếp với Như nha. Như Nguyễn Cà Mau. Cái gì chứ không phải gì nó ép mặn. Chị dâu em dễ thương lắm quý vị. Thì hai mẹ con lên, người thì chắc người thì móc gạt rồi còn gì nữa. Đem đồ ăn bỏ lên. Đâu, có bỏ phần mình ăn đâu. Đem đồ ăn lên rồi còn tự làm nữa. Ép luôn quý vị. Mà cho tôm á, nhưng mà có cái này nè, em nói quý vị biết nè, cho tôm em chưa muốn ăn mà bắt em phải ăn á. À, dần lát quý vị sẽ thấy có tôm nữa, nhưng mà thực sự món đó em chưa muốn ăn nên em phải dành á. Tôm cua cá lâu khách lên người ta đãi đi để về mới ăn. Xong một gỗ cua cá năm rồi em mới gặp chị dâu em đó. Ồ theo men ta đừng không có lên tiếng. Không, em nhạc nghiệp như không biết chuyên nghiệp thì phải lên tiếng cho mọi người biết có sự hiện diện của em. Tua luôn quá tính. Chị dĩa cua nhìn hấp dẫn luôn. Dĩa tôm nữa. Được ăn bữa cơm đậm chất Cà Mau. Thêm cơm vô nhẹ. Nhưng mà cả nhà ăn cơm với Như với lại mẹ với lại em chồng của Như nha, hai đứa em chồng. Đây là em chồng ruột, còn đây em chồng mới nhận nuôi. Cơm mẹ ăn cơm, cơm mà cả nhà ăn cơm. Ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn thử cái cua đi. Cua gạch. Ngon. Kêu chị trường que, chị cố gắng trường que hết lại luôn. Phước Tình bếp cơm thì sao lại muốn ăn cua vậy? Mình bế á. Cua gan me cả nhà ơi. Ừ. 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 Béo. Ừ. Cái giờ còn ăn được đó hả? Ừ. Làm mới á mẹ. Mới làm hồi đợt mới gửi lên đây hả? Đợt nào ta? Đợt thuốc vuông á. Cái cũng mới đây à. Đợt chị hai thuốc vuông á. Thuốc cá á. Ừ. Ăn kim chi. Ừ, ngày mới. Quá khứ. Quá khứ ngon. Hôm bữa bữa mình còn nghe trên TV, trên YouTube mà quá khứ. Mà hôm nay nghe trực tiếp luôn rồi, thấy ra. Em thành thực tế à? Ừ. Cá cả nhà. Cá này là cá bóng gì mẹ? Bóng chè. Bóng chè. Ăn cái bóng này là cảm ơn cô ba. Cá to. Cảm ơn cô ba là xui của mẹ Như gửi cho em chồng của Như. Cảm ơn cô ăn bà. Ăn cá. Bạn nhậu rồi tết. Bạn nhậu. Bạn nhậu tết. Ngon hả? Chấm mắm mè. Ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Thịt cua chắc ghê. Ừ, chắc hả? Ừ. Con nó không có bự quá nhưng mà nó chắc thịt. Chắc thịt. Này mẹ ăn thịt đi mẹ. Ừ, để đi mẹ. Nãy Hiếu kêu con Trường que ăn. Mẹ ăn thịt đi. Hiếu không que. Hiếu que gì? Ngọt à. Cái que nó giòn đúng không? Ừ. Nãy chị Cưng không nói là chị chặt hết cái que bỏ luôn. Tính biết chặt với ta chặt cái gì ta bỏ để thôi, ta để chặt cái nhọn bỏ không? Ờ. Con làm chuỗi rưỡi luôn. Hiếu ra Hiếu nói là chị hai uổng gì chị hai. Chặt nhìn thấy sốt. Ngon chi này ngon nè. Thôi hay mẹ. Con làm chị hai để nguyên cọng luôn nhìn ngon lắm. Ừ, uống nước nha. Cái này là hồi nãy ăn rồi mới cắt ra đó. Chứ để nguyên cọng thì ngon lắm. Ừ.
Cơm này là ở dưới mẹ Như đem lên. Ăn cá của cô A gửi. Cá cô A gửi. Cơm nó dài, mẹ nó tươi mà. Mẹ bỏ đông liền đúng không? Đâu, khổ rồi là mẹ rửa, mẹ để không cũng lạnh liền. Bọc nửa ký đăng ra dễ lấy ăn, khỏi không ngâm nguyên bọc. Vậy là đã vừa ăn luôn. Vừa đúng dĩa hả? Cái này mình mai mốt mình nấu mắm đây nè. Mắm đầu cá lóc ha. Cứ lạnh này. Ngon luôn. Ngon. Hôm nay chị tính làm bún mắm mà chưa kịp làm. Không, mấy mai làm mốt làm gì. Bún mắm rồi nó có mắm của mình với mắm mà thật là pha chung với nhau là nó ngon. Mẹ có lên mắm được đúng không? Có. Mà đợt trước mẹ gửi mắm, đợt trước em cũng còn. Mắm nè, nó ăn đâu hết á. Tôi bày ăn mắm, mắm trộn mắm. Mắm mà cá con cá á, không dưới là toàn là mắm. Mắm mà cá con cá hả? Mắm mà mắm xong nhỏ ăn với lại ổi cũng ngon. Ổi có ổi. Ăn cơm đi nha con. Hiếu, Diễm. Dạ. Cua cho hai xào ngon quá. Ngon không? Ngon. Cua này cảm ơn bà Nhí. Trời. Nhiệt tình lắm luôn. À, bà Nhí hay cho hay gửi cua cho em. Chị Hai mà gửi gì hay kèm theo á. Mà bà Nhí ơi, bà Nhí ơi. Ông Thảo ăn. Mẹ thử nè. Đâu hả? Bà thấy cua. Mình thấy cua mà đúng Cà Mau á, là thịt nó vậy á. Dù cho nhỏ hay bự gì nó cũng chắc. Nó chắc vậy á. Thịt nó ngọt. Mình thấy ví dụ như mình thấy nó nhỏ thì không ngon, không phải thịt chắc lụi à. Dầm khi con bự mà nó ốp, nó mềm á. Bởi vì ở trên này mình ốp thì nó ngon, không có mua cua ăn là vậy á. Mà không biết lựa là bị là dễ bị lành. Tại cua nó để cũng bán lâu ngày á, mình đâu có biết được là cua mới hay chắc, cua lâu. Cái này mới câu nó ngon. Lâu quá nó bị đói á. Quá khứ luôn. Quá khứ. Còn quá khứ. Quá khứ. Như thế là ngon ngon như là. Dạ. Cái leo ngon ngon. Siêu gụm. Leo baby. Nhưng mà bỏ tủ lạnh ăn nó là lạnh nó ngon. Ngon vậy ngon à. Cái loại này cái nào nó cũng vậy. Nó đều luôn. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Cơm mày Hiếu, cơm nhiều lắm Hiếu à. Ăn đi Hiếu. Ăn cơm. Cua thì ăn nhiều vô. Mà mình khách mà mình giống chủ nhà quá vậy ta. Em khách luôn với cả nhà, em khách đó. Mà em nhiệt tình cả đó. Mà người ở chủ nhà. Cơm á. Mẹ để nói, tươi vậy chứ ngon. Hồi nãy bên chị bạn là nhìn có con tôm ở dưới quê á. Cá nó khác với tôm nuôi tôm thiên nhiên trên này mình mua. Tôm trên này mình mua nó hay kiểu cái con nó hơi xanh xanh á. Còn tôm ở dưới quê thì kiểu như nó nâu 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 vàng vàng á. Nó xanh. Nó kiểu người ta nuôi ăn thức ăn á. Cái lưng nó có đằng chỉ ra. Cái con tôm này là mình chỉ bắt ấy mà không có bắt nó, tự nhiên nó tự có rồi nó tới bự nó ra thôi chứ mình không có nuôi. Còn người ta nuôi người ta cho thức ăn. Đúng rồi. Cho thức ăn mà với lại cái ao của nó cũng không có sâu á. Hay là sao á, nó cái con tôm nó xanh xanh xanh, cái vỏ nó xanh xanh chứ nó không có được giống như con tôm ở dưới quê mình. Cái thức ăn nó chắc cho thức ăn nó hay sao? Không gần không gần. Không ngon, không ngọt, không dai bằng này. Con ăn đi. Mẹ ăn. Mình lọc cho đầu bếp nha con. Cảm ơn cô ba. Chấm một miếng mắm me. Mời cả nhà ăn con tôm chấm mắm me. Quá khứ luôn á. Quá khứ. Ăn con tôm thấy sao? Ngọt không? Quá ngọt. Ngọt hơn bình thường nha. Ngọt hơn bình thường. Trời ơi. Em chồng lột không đó. Em chồng lột cho ăn rồi. Lột dài dài, ăn ngon dài dài luôn. Đây, kim chi cả nhà ơi. Ngon quá.
không mà kim chi giòn, hay là giòn không? Ha. Ừ, nó giòn mà kiểu nó vừa ăn á. Có nhiều khi mua kim chi á nó vì nó bị nhẫn á. Sao bữa nay thiếu không? Bữa ăn hư quá trời. Tôi ngồi đây không dám. Ngâm được quá trời luôn. Ngọt. Quá khứ ngon. Ngon dữ luôn. Ngon thiệt. Ngày nãy bớt cơm ít ăn cua không thôi. Thì cơm cứ để đi. Giờ ăn giật giật đi. Còn đi một nồi. Ăn cho giật cua đi, cua nãy giờ ăn không giật luôn. Quá trời giật cua nè. Cơm cua. Giờ mình cầm cua, mỗi người cục cua lên mình vô đi. Vô đi. Ok, bắt luôn đi nha, bắt luôn nha quý vị ơi. Trước khi ăn là đã rửa tay rồi quý vị. Rửa tay sạch sẽ rồi. Vệ sinh an toàn. Vô. Rồi. Vô. Mà cả nhà nha. Mà cả nhà ăn cua với mẹ con. Đùi cua như Cà Mau. Gặp không à? Ngon ha. Cái gạch hồi nãy mẹ ấy ra đó, cái chị bỏ vô xào á. Cua nó không có bự mà cũng chắc ngon chứ. Cua chất lượng. Nếu nói là mình có con hai con cua mềm chị cứ bỏ vô, nhưng mà chị chặt nãy giờ chị không thấy mà con cua mềm chắc không? Chắc luôn. Ừ. Nãy giờ ăn con nào cũng chắc luôn á. Đúng rồi, con nào cũng chắc, không có con nào. Tại vì cua gạch là con nào cũng gạch già. Thảy vô hai con, nếu mình sợ gửi lên không ngon á. Cái chị nói thôi thảy đại vô đi, cuối cùng ngon hết. Mà năm nay cua bị hơi bị thấp đúng không? Ừ. Chứ mỗi năm ăn cua ngán luôn á, gửi lên ăn ngán luôn á. Gửi lên mà nhăn luôn. Năm nay không có ăn gửi luôn. Gửi lên nhăn ấy, gửi nhiều dữ vậy ăn không hết. Gửi nhiều nên quá. Ừ. Cứ tháng nào cũng gửi chân á. À, có một mình à. Câu cua, lúc đó câu cua nhiều. Gửi gần 4-5kg. 4-5kg rồi mình ăn lâu lắm á. Ăn hai con với thằng Nhí nó lựa cua gửi là chín tháng. Cua nó không có chắc nó mắc không hả? Mắc không mẹ? Mắc là không có. Thật sự giờ mấy tháng này chị không biết giá cua luôn á. Không bán đâu, biết không? Nhằm khi có một con hai con cái ăn rồi. Hồi con về tới bây giờ đâu có câu cua đâu có đâu. Dữ hả? Ừ, thất dữ luôn á. Ừ. Kỳ nha. Em cứ xả nước ra, cái có á, cái tích cái ăn. Chứ mỗi năm trời ơi, cua, gửi lên cua, cua gạch cho con ăn. Ừ. Ăn không hết là phải nhớt, vì nước lựa càng bự. Ăn không hết là phải luộc rồi xé thịt rồi để đó, rồi có gì nấu canh nấu mì đồ ăn đó. Mà chị nhớ có là cương xào cơm. Ừ, xào cơm đó trời, xào cơm toàn là thấy cua không em thấy cơm. Ờ. Cái gì đi làm á vô cái mấy đứa kia chọc hoài, cái này cơm gì cua xào cơm, tí cơm xào cua gì. Năm rồi ăn quá. Hôm nay nhịn trường hao, ăn bù. Mạnh quá. Chắc nịch luôn á. Ừ. Cái que giòn ăn ngon ha. Ừ. Thôi tìm ăn. Ừ. Ủa rồi nãy giờ mình không ăn cái càng, hồi cái càng sao? À, cái em đang ăn nè. Ừ. Ừ, đang càng hả? Nè. Thịt nè. Bây giờ em nói lại, em tính chính lại là đây chủ nhà, em khách. Em biết rồi đó. Mà sáng thức dậy tự nhiên lắm, ngủ kiểu ngủ không được á. Đi ra cái em nấu cơm. Em tưởng anh chủ nhà không á. Em tưởng anh chủ nhà không, đi ra em nấu cơm. Em không biết thùng gạo đâu. Hỏi thùng gạo đâu. Em nhầm khu vực á. Vô mò lại ra. Mà lạ chỗ đi ngủ không được. Ừ. Ý thức rồi. Ừ. À, chắc là con này nè. Ừ. Nhưng mà thịt nó vẫn ngọt. Nó mềm hơn. Nó mềm quá à. Hơn. Nó mềm. Nó mềm nhưng mà nó không có mất thịt không? Nó không có đặc thịt như cái đó. Đúng nhưng rồi. Mà nó vẫn ngọt. Ừ. Tại vì cua mới á, nó không có bị chết. Tội nghiệp. Điện. Chứ hai gạch vừa, chứ hai giường nào. Ngon vậy. Ừ. Dễ thương. Ừ. Hoặc là về đi ra làm. Có cua ở không? Làm cho ăn à. Ừ. Ba số tiên là thứ mấy? Ba tiên thứ ba. Đó, ngân có mười lần á. Mình lại thằng thôi, thằng gửi cua nè. Tiên tiên ơi, con có fan năm mẫu đó tiên. Cô Hiếu là fan năm mẫu con đó tiên. Kêu bằng idol không á? Idol. Ổng duyên lắm nên ai cũng khoái ổng. Ổng làm thế ghê luôn. Trời ơi mà ổng quậy thôi đi. Ừ, con biết đâu vậy, nghĩ đâu người ta tao ngoan được rồi. Ừ. Cô hai quay hũ cô hai một hai bắt cóc nên đó là ngoan lắm nha.
không bao giờ mà để cho thấy cái sự quậy của chả đâu. Ngoan mà. Lên trên đó nó quậy nhưng mà nó kiểu ngoan. Ừ. Nó quậy là kiểu nó đi chơi á, nó chạy ra ngoài sân chơi nó năng động quá các bạn. Năng động. Nguyên ngoài không thấy mệt phải luôn. Cho năng động ra. Đi học dưới là đưa là cô giáo ứ hự không? Giáo đuối luôn hả? Dương Hai nói gì nè? Dương Hai nói rồi. À, mới đầu Dương Hai hỏi em ơi tin học thêm năm mẫu giáo nữa hả em, cái chị nói đúng rồi học thêm năm nữa rồi cô giáo chắc gầu dữ lắm kiểu tội nghiệp cho cô giáo. Ủa nó mất con năm nay hả Nhự? Năm nay là thứ hai nữa mẹ, còn năm nữa mới ra trường vậy hả? Nay nhiêu tuổi thầy? 4 tuổi. Bữa nó nói nó 3-4 tuổi gì đó. 4 tuổi nhà nước, bữa nói sao mà chị quên rồi. 5 tuổi á. 5 tuổi mình đó mẹ. 5 tuổi mình mà 4 tuổi nhà nước á. Nó nói sao mà mắc cười, hỏi tuổi con gì. Nó nói tuổi con gà. Mà con gà trống á. Gà trống á. Gà trống á. Trong nó nói câu đó có người vô no bình luận đó. Gà trống á. Gà trống đó chị. Hỏi cha hỏi người con tên gì, hỏi cha tên gì gì đó gì. Nguyễn gì tên cha tên cha. Mà nó cà khỉa. Ngon. Ngon hả? Ngon. Dưa leo cũng ngon. Hai mẹ con mình ăn hết dưa leo rồi. Dưa leo làm gì ngon, lạnh lạnh ngon. Ngay nghiệm mấy đứa nhỏ à. Hay ở dưới thầy ăn với muối ớt các bạn, muối tinh ninh á, muối tinh ninh. Gắng ăn đi hai đứa. Dạ. Ăn nhiều nhiều đứa. Ăn nhiều mai có sức cài. Tới ngày mai đó. Tới hả? Mai là chia ra hai khu vực hả? Hai khu vực. Ở dưới mình làm việc ở trên đây anh tự nói gì? Giao lưu với nhau nè. Tự cái nói giao lưu với nhau đi, hai đứa ở dưới làm việc rồi đó. Giận trước à, tới giờ kênh nhắn tin rồi, đừng nút đầu xuống, ăn cơm hai đứa rồi. Còn có lú xuống hai đứa bay lên ăn cơm nè. Trời ơi, ăn cơm mà làm hoài rồi, chết luôn nha, nhắn tin đi nha. Nghỉ mệt chứ, lên ăn rồi đứa làm tiếp. Giận trước hai đứa, giận trước. Mẹ ăn mấy giờ để cho nó đói luôn, tự hết lên ăn nè. Không, giận trước thì mẹ xuống nói mày giận gì, nghỉ nó cơm luôn. Xuống kêu nó bưng cái tô cơm nè đứa. Cái ngon. Cái này mà trang nước dừa hả? Trang nước dừa cho cơm hả? Đúng rồi. Ăn kiểu miền Tây á. Nhà mẹ hay cho mình kiểu người trang nước ấm á. Ấm cũng có. Thích nước dừa không? Nước dừa nó sang chảnh hơn tí. Nước dừa đó vậy. Ngon. Em ăn thử ha. Ăn nước khô á. Nước dừa mà em bỏ vô cà cái em bỏ vô nước đá lạnh lạnh ha. Lạnh hả? Ngon. Mà ăn nước khô ngon. Cơm lạnh. Như là Hàn Quốc có mì lạnh hả? Cơm lạnh. Cơm lạnh. Ngon lắm, cả nhà ơi, cua ngon cực kỳ. Béo. Ngon. Bữa nay ăn cơm nhiều không mọi bữa? Đầu bếp giỏi mà. Bắt miệng quá à. Bắt béo. Nhà xào cua ngon. Cua ngon lắm nè. Ủa cá này cô ba muối lâu chưa? Mới muối á, mặn không? Không lẽ cá này muối sẵn rồi ta? Có thể là muối sẵn rồi á. Con nghĩ là muối sẵn rồi đó. Mới muối không bao giờ mà nó được thấm cứng vậy. Vậy. Mới muối mà muối nước mắm đâu bây giờ thấm gì vậy? Mới muối nó sẹt luôn mà. Chắc muối á. Còn nếu như mà chưa có muối mà để tươi như vậy cô ba muối này cô ba nghe lời lắm. Biết vụ gì không? Ngày xưa ông bà ta nói thế nào muốn cá ăn á. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Chố mắt thì không biết chuyện gì xảy ra. Là sao? Hiểu. Hiểu. Dễ hết đi mẹ. Kiểu như dân gian á. Ông bà xưa nói muối cá hả? Muối cá mà ăn là người nào mà muối cá mà nó ăn nó mặn á. Nó ăn á thì là người dễ dãi nghe lời. Dễ dạy. Có hàng người nào mà cứng đầu gãi không nghe nó cá không ăn cá ăn cá ăn muối cá ư không nghe lời cho mẹ trong đường con hư. Vậy đó. Làm thơ luôn á cả nhà.
béo quá, béo quá khứ luôn. Ừ. Ăn cua đi, ăn cua nhiều vô. Ngon hả? Cua một dĩa đầy nhóc luôn. Đặng còn có nhiều này cả nhà. Tôi dành ngon lắm luôn. Nhìn thấy ăn tiếp. Thật quá. Nó là nó ngọt ngọt, nó chua chua. Đúng rồi. Không phải chua chát hả? Chua ngọt không? Ê, chẳng này chua ngọt rồi. Oh, yeah. Chua ngọt chứ không phải chua chát mà cũng phải chua lè. Nhảy đi xuống đi, ba đứa con ăn đi. Yeah. Lần này được chua ngọt này hả? Lần trước là gì? Nó chua mà nó chua. Chua chát. Chua chát. Chứ không phải nó chua luôn. Chua chua. Nếu mà cũng phải chua chua ngọt á. Nó khó tả lắm. Em coi cái clip đó mà em cười muốn rạc luôn vậy. Nó chua ngọt lắm. Tôi đi tôi lại coi hoài luôn. Nó chua ngọt lắm. Nó chua ngọt à. Chị ăn miếng đi. Miếng cuối đi. Miếng đi cho hết luôn em. Hai đứa chia. Ngon. Ngon. Ngon thiệt á. Cả tháng nay là mới có được bữa cơm tử tế. Đúng rồi. Bởi vũ nuôi lên phải không? Vũ nuôi cho mạng lên. Ăn toàn mua không? Mà không nổi luôn á. Không nổi. Chứ lại làm mệt rồi cái đâu có nấu ăn nổi đâu. Đứa nào cũng giảm mấy ký. Ốm. Thấy Diễm là thấy ốm xuống sắc luôn kìa. Em xuống mấy ký hả? Vậy chứ vừa làm tiệm, vừa dẹp nhà, rồi dọn đồ rồi nữa. Ý cực. Tưởng mùm lum cho mùm lum. Nãy giờ cũng hơi dài rồi. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Thì cả nhà ơi, khi mà xem hết cái video này á, nhớ ấn cho Như xin một nút like, một nút share và đăng ký kênh ủng hộ Như nha. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye.